Chàng trai này đang làm việc thì bỗng nhiên có một cô bạn nào đó tự xưng là em gái đòi đến ở chung với anh. Đã thế còn tự ý sử dụng cả nhà tắm. Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên, hóa ra là cờ rút của anh ghé chơi. Tại sao lại là lúc này cơ chứ, anh vừa nói chuyện vừa lo lắng với con em trong phòng tắm. Rất may là cô rất hiểu chuyện nên đã không để lộ, bù lại do tắm quá lâu nên người đã đỏ ửng và ngất đi. Vào một bữa khác cờ rút lại muốn qua nhà chơi, anh liền nhanh chân chạy về dẹp hết mớ đồ đạc trong nhà, đồng thời đuổi cô em ra ban công lúc này anh hồi hộp nhìn cô nấu ăn suýt chút nữa lộ miếng khô mực rồi may là anh nhanh tay lẹ mắt đến lần tiếp theo thì cô chịu hết nổi rồi nên đã chạy ra mở cửa luôn và cái kết cũng không có gì quá bất ngờ tại sao phòng anh lại có gái cô gái này là ai vậy giải thích cho tụi em nghe đi anh ngẫm nghĩ một hồi thì đây là em gái của tớ câu trả lời tệ nhất tớ từng nghe luôn đấy cậu ác quá đi chúng ta chỉ là anh em thôi sao đêm qua cậu rất nhiệt tình cơ mà nghe được điều này cô cờ rút của anh sốc quá sốc chắc mất ăn mất ngủ cả tháng trời đây